Này là thành công rồi đấy. Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên xưởng may Nguyễn Điểm sẽ tiếp tục giới thiệu đến các chị em mình một cái mẫu nữa mấy chị. Mẫu này sẽ là mẫu cổ tròn dùm em nè. Mẫu thì sẽ là mẫu cổ tròn, tay thì sẽ là tay nhí giống phồng nhẹ dùm em. Áo thì sẽ là áo có ben nha mấy chị, hai bên trước và hai bên sau nha. Chắc giải thì sẽ là thun cát misa mềm mịn và co giãn thì rất là thoải mái dùm em nè. Quần thì sẽ là quần lửng ống rộng dùm em ha. Hai bên thì sẽ có hai cái túi cho mình nè, em cắt nhà cho nên nó là mai hai cái túi cũng rất là to cho mấy chị em mình đựng đồ đựng điện thoại rất là thoải mái luôn ha. Mẫu này thì sẽ có size từ là 50kg tới 75-78kg, mặc dù dùm em sẽ có size 3, size 4, size 5, size 6 luôn nha mấy chị. Mấy chị em mình đang xem á, thì mấy chị nhớ cho em xin những cái lượt thích nè, những cái lượt chia sẻ nè. Chị em nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi bên em ra những cái video mới nha mấy chị. Rồi mấy chị em mình á là lần đầu tiên đặt hàng bên em á, thì khi mà kiểm tra hàng thì mấy chị nhớ là thử hàng luôn dùm em nha. Lần đầu tiên mà mấy chị đặt hàng bên em mình không biết mặt size số mấy á, thì sợ nó không vừa. Tại vì mỗi chỗ có những cái size khác nhau á, cho nên lần đầu tiên đặt hàng thì mấy chị thử luôn dùm em. Nếu như mà tình trạng mặt không vừa thì mấy chị cứ báo lại, bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình nha mấy chị. Còn sau khi mà mình đã nhận hàng, mình đã thanh toán rồi á, mấy chị em mình có vấn đề gì cần giải quyết hoặc là mình cần đổi hàng gì thì mấy chị cứ liên hệ lại thì bên em sẽ đổi hàng. Nhưng mà mấy chị phải trả dùm em 30k tiền ship nha. Còn nếu như mà chưa thanh toán á, thì mấy chị cứ liên hệ lại, bên em sẽ hỗ trợ đổi size cho mình hoàn toàn không có tốn phí luôn nha mấy chị. Rồi khi mà mấy chị em mình mua hàng những cái lần sau á, thì mấy chị mặc size số mấy vừa thì mấy chị đặt lại đúng những cái size mà mình mặc vừa dùm em nha. Tại vì bên em sẽ thường xuyên thay đổi mẫu, nhưng mà cái form dáng thì em vẫn giữ nguyên cho mấy chị em mình dễ đặt hàng cho nó vừa dặn hơn nha mấy chị nè. Nếu như chị em nào mà mình mặc mình 50kg tới 60kg thì mấy chị đặt size số 3 dùm em nha. Tại vì mẫu này có từ 3, 4, 5, 6 thôi, không có 1, 2 nha mấy chị. Rồi cái mẫu này thì bên em sẽ có hai hoa văn cho mấy chị em mình là khi mà đặt hàng thì mấy chị đặt ngẫu nhiên dùm em, tông sáng hoặc là tông tối nha. Tại vì cái số lượng á, mới mai số lượng chưa có hết lô á mấy chị, cho nên nó là số lượng chưa có nhiều, không có đủ để cho mấy chị em mình chọn từng bộ. Khi mà đặt hàng mấy chị đặt ngẫu nhiên dùm em, một bộ là 50k bên em sẽ đi đơn 4 bộ là 200k sẽ được miễn ship dùm em nha. Cái này là của size số 6 nè, 78kg mặc vừa thoải mái nha mấy chị nè. Thì em Điểm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các chị em mình trong suốt thời gian qua đã mua hàng ủng hộ bên em nè, đã giới thiệu được rất là nhiều người thân bạn bè mua ủng hộ, thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bên em sẽ cố gắng làm ra những cái sản phẩm đẹp với giá thành rẻ để phục vụ cho mấy chị em mình được nhiều hơn và lâu dài hơn nha mấy chị nè. Cái này là tím giùm em nè, tím tròn giùm em, còn bộ em đang mặc là cam bông nha mấy chị. Bộ này sẽ là tím tròn nè, cam bông với tím tròn ha. Mấy chị đặt thì mấy chị đặt ngẫu nhiên giùm em nha. Quần thì sẽ là quần lửng nha mấy chị, quần lửng ống rộng dùm em nè. Cái ống quần bên em nó cũng vừa mặc thôi, không có to lắm cho nên mấy chị em mình mặc thoải mái nha. Nè, size số 3 mà mấy chị em mình 50kg mặc cũng rất là vừa dặn luôn nè mấy chị, không có rộng rãi lắm luôn ha. Nè. Rồi cái này là màu vàng dùm em nè, vàng bông nè mấy chị. Cái này là vàng bông, còn em đang mặc là cam bông dùm em nha. Màu cổ thì sẽ là cổ tròn nha mấy chị, tay nhí, cổ tròn tay nhí dùm em nè. 50k một bộ, chất giải là thun cát misa dùm em nha. Cái giải này mình mặc rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng luôn á mấy chị. Đặc biệt đó là bên em còn may cho mình cái máy là hai kim 4 chỉ nè. Khi mà mấy chị em mình mặc vào á thì mình đứng lên ngồi xuống thì nó sẽ có cái độ đàn hồi, tình trạng đứt chỉ rất là hạn chế, thậm chí là không có luôn dùm em nha. Rất là bền, rất là chắc luôn á mấy chị. Tại vì khi mà may thì may tới một cái máy mà hai cây kim tới 4 ống chỉ lận. Còn cái máy gia đình của mình thì chỉ có một cây kim và hai cọng chỉ thôi. Còn cái này là hai cây kim mà 4 ống chỉ, nó gấp đôi lên cho nên mình mặc rất là chắc luôn nha. Rồi tiếp theo cái màu này sẽ là màu đỏ dùm em nè. Đỏ tròn ha. Cái này là của size số 6 nè, size số 6 rất là to luôn. Chị em mình 75, 78 mặc thoải mái luôn ha. Mấy chị em mình có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng giùm em nha. Tại vì cái lô này đang may á mấy chị, số lượng ít là chưa có nhiều nha. Có nhiều chị em mình đợi á, cho nên nó là em quay trước nè. Cái này là tím bông nè mấy chị. Cái này là tím bông giùm em nè. Bông ngọt quá trời luôn. Màu nào cũng đẹp luôn á mấy chị. Tại vì bên em là xưởng sản xuất, bên em luôn luôn lúc nào cũng chọn những cái hoa văn mới nhất và những cái màu đẹp nhất, rồi bên cho bên xưởng người ta in ra rồi mới lên bộ cho mấy chị em mình chọn lại lần hai thôi. Chứ bên em là khi mà cái khâu chọn bông, chọn hoa văn thì bên em chọn rất là kỹ rồi ha. Cái này là tím bông giùm em nè, cổ tròn mấy chị em mình rất là dễ mặc luôn. Áo thì sẽ là áo có ben nha, chất vải thì co giãn rất là thoải mái, nào mình mặc vô người rất là mịn, rất là mát luôn á mấy chị. Rồi màu tiếp theo này sẽ là màu đậu dùm em nè, màu đậu hoa văn tròn ha. Quần lửng ống rộng này cho mấy chị em mình mặc ở nhà rất là thoải mái đó.
Rồi khi mà mấy chị em mình đi đơn á, là bên em á, được miễn ship, và mình có mua thêm những sản phẩm khác thì vẫn được miễn ship chung đơn luôn nha. Cái này là bên em có thảm luôn nè mấy chị. Thảm này á, là em tận dụng từ những cái mà giải dụng của những cái đồ của mình á, là còn lại cái phần giải dụng thì em cho mấy chị cắt nè. Cắt rồi may lại cái cong á, thì nó rất là lâu lắc luôn nha mấy chị. Cho nên á, là nè, may bằng máy một kim không, cho nên rất là chắc luôn nè. Đường may rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn nè mấy chị. Cái này mấy chị em mình mua rồi mình xài rất là chắc luôn, không có sợ ruột, với lại không có sợ bị xúc xổ, tại vì hoàn toàn được may bằng máy một kim, nhưng mà loại mối rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn. Đặc biệt nó rất là mềm luôn nè mấy chị, mình có thể giặt tay giặt máy được thoải mái nha. Đặc biệt là khi mà mình giặt xong mình phơi rất là nhanh khô luôn á mấy chị. Thảm này thì một thảm là 30k giùm em nè. Một thảm là 30k nha mấy chị, có rất là nhiều thảm luôn, cho nên khi mà mấy chị em mình đặt hàng mình có thể chọn tông sáng hoặc là tông tối thì bên em sẽ gửi cho mình nha. Rồi cái này sẽ là thảm bông nè. Cái này sẽ là thảm màu nhưng mà là bông mai á mấy chị. Mấy chị em mình có đặt thảm này thì mấy chị nói là thảm 60k giùm em. Cũng có rất là nhiều hoa văn và có tông sáng, tông tối, tông nhu luôn nha. Có rất là nhiều mẫu, rất là nhiều hoa văn luôn. Khi mà đặt á thì mấy chị em mình có thể chọn sáng, tối hoặc là nhu thì bên em sẽ gửi cho mình nha. Bên em mai rất là kỹ luôn nè mấy chị. Loại mối từng đường kim mỗi chỉ cho mấy chị mình luôn, mua một lần sẽ xài mãi mãi luôn nè. Cái này mình có thể làm quà tân gia cũng rất là đẹp và rất là sang luôn nè mấy chị nè. Một thảm là 60k giùm em nha. Rồi bên em còn có thêm cái kẹo nữa nè mấy chị. Kẹo này là sẽ là kẹo chuối nè với lại đậu phộng lắc ha. Một kẹo như vậy là 600g, giá là 60k giùm em. Cái này là làm nhà, cam kết với mấy chị em mình là không có thành phần gì độc hại, với lại là không có chất bảo quản luôn, cho nên khi mà sử dụng thì mấy chị em mình cứ yên tâm nha. Ở trong này có nước cốt dừa rất là béo và rất là phao, rất là ngon luôn đó mấy chị. Tại vì ở nhà thì có dừa nhiều nè, chuối nhiều, cho nên làm thì cố gắng làm ngon cho mấy chị em mình sử dụng. Cho nên đó là mấy chị em mình mua bên em lâu dài thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Một kẹo là 60k nha mấy chị. Rồi có thêm mắm nữa nè mấy chị ơi, mắm với lại mật ong nè. Mật ong thì bên em cam kết với mấy chị là 100% nguyên chất, không có pha bất cứ thành phần gì hết. Tại vì nhu cầu sử dụng của mọi người á là có nhu cầu là sử dụng mật nguyên chất, cho nên em không có pha bất cứ thành phần gì hết. Mật này là em dắt rồi cho vô keo như vậy thôi, rồi gửi đến tay cho mấy chị em mình sử dụng thôi. Một keo như vậy là 400k, là nửa lít nha mấy chị. Nếu như chị em nào sử dụng ít á, thì mấy chị có thể lấy phân nửa là 200k giùm em nha. Rồi mắm á, thì một keo như vậy là 60k, là nửa ký giùm em á mấy chị. 60k là nửa ký giùm em. Mắm thì sẽ là mắm cá rô giùm em nha. Mắm này chỉ là mắm cá rô không, không có mắm cá sặc nha mấy chị. Rất là ngon và rất là thơm. Em đã trộn rồi cho nên mấy chị em mình về chỉ khui ra và dùng thôi nha. Có nhu cầu thì mua ủng hộ bên em nha mấy chị. Rồi cái màu này sẽ là màu đậu giùm em nè, màu đậu hoa văn tròn giùm em nè, màu đậu hoa văn tròn giùm em nha mấy chị. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang nha. Những cái màu này thì em sẽ chọn phù hợp với mọi lứa tuổi luôn á, cho nên chị em mình á là chọn tông sáng hoặc là tông tối giùm em là được nha. 4 bộ là 200 nha mấy chị, 4 bộ là 200, được kiểm tra trước khi thanh toán cho tất cả các đơn hàng luôn nha. Mình sẽ nhận hàng tại nhà luôn giùm em nha. Chị em nào mà mình đặt đơn 4 bộ thì mình chỉ cần chuẩn bị đúng 200k thôi. Khi mà nhận hàng thì mình thanh toán 200k thôi, không có phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa nha. Cái này là xanh giùm em nè. Cái này là xanh bông nha mấy chị. Cái này là xanh bông giùm em nha. Bông nào cũng đẹp luôn á. Xanh bông nha. Cái này sẽ là màu hột gà. Cái này màu hột gà. Màu hột gà nè mấy chị, màu hột gà hoa văn tròn giùm em nha. Cái này sẽ là màu hột gà hoa văn tròn giùm em nè. Cái này có đủ tông sáng với tông tối, chị em mình thích cái nào thì chọn cái đó nha mấy chị ơi. Cái này là xanh tròn giùm em, xanh dương tròn nè mấy chị. Xanh dương tròn giùm em, mẫu thì sẽ là mẫu cổ tròn có tay một chút ha, giống mẫu em đang mặc nè. Quần thì sẽ là quần lửng ống rộng nè mấy chị. Cổ tròn có tay cho mấy chị em mình ha, mặc ở nhà rất là thoải mái luôn mấy chị. Một bộ 50k giùm em nha. Khi mà mấy chị em mình xem video thì mấy chị nhớ xem từ đầu video cho đến hết video để mình biết có những cái hoa văn nào nha mấy chị ơi. Cái này là cam tròn giùm em nè. Màu này sẽ là màu cam tròn nè mấy chị. Đồ bên em thì có sẵn, khi mà mấy chị em mình đặt xong á là bên em sẽ đi đơn liền. Tùy theo địa chỉ thì tầm 2 đến 5 ngày sẽ nhận được hàng.
Rồi tiếp theo cái bộ này sẽ là màu kem nè mấy chị ơi. Cái này mấy chị đặt kem bông giùm em nha. Mà này sẽ là màu kem, màu kem hoa văn bông giùm em nha mấy chị. Mẫu thì sẽ là mẫu cổ tròn nè, mẫu cổ tròn có tay một chút nè. Áo thì sẽ là áo có ben chất vải co giãn thoải mái, cho nên mấy chị em mình mặc rất là thoải mái luôn á. Rồi tiếp theo cái bộ này sẽ là xanh dương giùm em nè, xanh dương bông ha. Bộ kia hồi nãy xanh xanh bông, còn này xanh dương bông nè. Xay là có xay từ 50kg tới 75-78kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Đồ thì bên em có sẵn nha, khi mà mấy chị em mình đặt đơn xong á thì bên em sẽ lên đơn và gói hàng cho mình liền, để tránh cái tình trạng mà sót đơn á thì bên em sẽ gói hàng liền luôn nha mấy chị. Tùy theo địa chỉ thì tầm 2 đến 5 ngày mình sẽ nhận được đồ nha mấy chị em. Mình có nhu cầu thì mấy chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng giùm em cũng được nha. Mấy chị nhớ là khi xem thì mấy chị nhớ cho em xin những cái lượt thích nè, những cái lượt chia sẻ nè. Chị em nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo nha. Rồi em đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.